Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Ba Sói TV đây. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình sẽ không làm về diều nữa. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video mình cảm thấy nó khá là ý nghĩa đấy. Mình nghĩ cũng đáng để các bạn trẻ học tập đấy. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đi làm từ thiện nhé các bạn nhé. Mình sẽ đi đăng ký lấy 2 suất cùng đi với lại hội từ thiện Làng Lùa, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Thì mình mới nghe cái thông tin này thôi, là có một hội từ thiện ở ngay trong làng mình thôi. Ngay trong làng mình luôn, thì ngày hôm nay thì mình mới biết được. Thì hai anh em mình quyết định vào đăng ký lấy 2 suất để cùng đi vào trong đó và ủng hộ đồng bào miền Trung nhé các bạn nhé. Bà đây, cái thông tin này là mình biết được từ Facebook bà ấy. Facebook của bà là bà Thuân Đặng nhá. Bà thì là chủ hội của hội từ thiện Nghĩa Hưng Lạng Giang Bắc Giang. Thì đến ngày hôm nay anh em mình mới biết được thông tin để vào đăng ký các bạn ạ. Thì bây giờ xin mời tất cả anh em cùng đi với mình nhá. Bây giờ anh em cùng đi với mình nhá. Đến cổng rồi, anh em mình đến cổng rồi. À các bạn ơi, nếu mà các bạn muốn ủng hộ không phải đồng bào miền Trung mà tất cả những hoàn cảnh khó khăn khác ấy, thì các bạn có thể gửi kết bạn với Facebook của bà và gửi đến địa chỉ của bà nhé các bạn nhé. Thì tất cả những món quà đó sẽ được phân phát đi mọi nơi. Bà Thuân ơi, đây các bạn ạ. Vâng, con vừa đọc được cái thông tin ở trên Facebook là bà đang kêu gọi mọi người ủng hộ đồng bào miền Trung. Thế là hai em con mới vào cũng quẩy ít lòng nhiều chia sẻ cùng với bà. Vâng, con cũng muốn đi cùng với bà vào trong đấy. Thế hả? Vâng. Thế tốt quá, thế bắt tay cái. Vâng, vâng, cảm ơn bà. Đấy. Nói chung là hội thì nhỏ nhỏ thôi, con thôi, không không có đại gia như là các hội khác nhưng toàn nông thôn cả. Vâng. Cái khu này là toàn người nghèo thôi. Thế là ai lá rách nhiều, đùm lá rách nhiều. Cháu làm cái này là cái gì? Đúng chưa? À con đang đi quay video làm cái kỷ niệm thôi bà. À đấy à? Vâng. Nào, vui tính bông, lắm các bạn ạ. Hai vợ chồng nghe tin hả? Đâu hai anh em con? Hai anh em à? Vâng hai anh em. À thế. Vâng. Biết đâu đây là thế xin lỗi. Rồi thế chúc mạnh khỏe nhá. Vâng ạ. Rồi. Đâu ba chị đây, đây là hội là người nhỏ thôi. Vâng. Ừ thế thì được nhân dân làng Lùa. Cũng có một số ở làng Bo thì như nhà ông Quế Lịch rồi thì ông Trương Bo Hạ. À, đây các bạn ạ. Đấy à, các bà rồi có sự góp mặt của chị nữa này. Đấy. Còn đông lắm. Hôm nay là mình vào là hơi bị muộn rồi. Hơi bị muộn một tí nhưng mà không sao. Không muộn đâu. Chứ mọi lần là đông lắm phải không bà? À đúng rồi, hôm nay thì đi làm. Còn một hôm là các bà đến đây tấp lập đây này. À vâng. Đây nhá. Các bà đây, đây. Cái này này. Để bà cho con xem này. Một tí. Đấy nhưng mà quanh cái này để làm gì đấy? À con quay con làm cái kỷ niệm này, làm video kỷ niệm này. Bao quần áo là chuẩn bị đi vào miền Trung. Vâng ạ. Thế còn số kia là còn bao nhiêu là áo quần ấm này, là đi Hà Giang này. À vâng. Tháng 11 đi Hà Giang. Dạ vâng ạ. Đấy thế còn đây là nhà Hà Hồng. Hà Hồng ở bên đồng quán Bố Hạ đây là 10 thùng mì tôm. Dạ vâng ạ. Thế đây là nhà Nguyễn Thị Lợi ở ngã ba Tân Sói này. Dạ vâng. 10 thùng mì tôm. Vâng. Là do cái cô giáo, thầy giáo Bảo mới lại cô vợ chồng nhà thầy Bảo, cô Chiến ở trường cấp 3 Bố Hạ đấy. Vâng ạ. Là ủng hộ đây. Vâng ạ. Đấy, đồng hành cùng đây. Thế còn đây là gia đình nhà Bảy Thành. À, đấy, như các bạn có thể thấy thì mỗi người chỉ cần một chút thôi, một ít thôi. Các bạn nhỏ thì chỉ cần bỏ ra bữa ăn sáng thôi là cũng có thể là chung tay góp sức ủng hộ cho đồng bào miền Trung rồi. Thế còn nhân dân là ủng hộ được nói chung là từ nay đến đi là chắc được khoảng tầm khoảng 40-50 triệu. Vâng ạ. Bây giờ là hơn 30 triệu rồi. Vâng. Đấy là tiền đấy. Vâng. Đấy thì là đấy, dân ủng hộ. Đây là nhà bà Thúy Khang 7 ấy này, 77 cân đây. Thế nhà Bảy Thành đây. Đây nhóm lệ này, thắm lệ này. Thì đấy, là từ đây nhà tiên truyện này, truyện nói chung là dân làng Lùa bà, rất bà. Ừ. Thì là từ bắt đầu từ ngày hôm nay đến hôm đi là còn bao nhiêu ngày nữa bà? 12 bắt đầu xuất hành. 12 thì là 12 âm lịch, từ hôm nay mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11, 12, 5 hôm nữa. 5 hôm nữa là xuất vâng. hành, được bao nhiêu cũng đi. Vâng. Đấy, được bao nhiêu cũng đi. Đấy các bạn ạ, mình phải đợi đến 5 hôm nữa thì bắt đầu mới đi được. Đấy, thế còn đây là gia đình nhà Hương Hiện ở thôn Bo Chợ đây.
Đấy. Nhưng đoàn nhà mình còn... đi có đông người không bà? Đoàn đi thì nói chung là khoảng 7 người. 7 người. Khoảng 7 người. Đi. Đấy nhá các bạn nhá. Thì Facebook của bà đây, mình đã cho mọi người xem rồi. Nếu mà các bạn có muốn quyên góp mà ủng hộ không phải những đồng bào miền Trung, còn rất nhiều người và nhiều hoàn cảnh khác khó khăn, thì có thể kết bạn với bà và inbox cho bà nhá. Đi từ năm 2009 rồi. Vâng. Thế dân làng là cũng theo dõi, là cứ dân làng ủng hộ bao nhiêu còn là cô bỏ ra. Vâng. Tức là cô muốn đi tản lộc thôi. Vâng ạ. Đấy thì là bỏ ra. Thế có cũng đi Sơn Động để xóa nhà tạm. Vâng. Rồi đi các nơi rồi. Nhưng con nghe đâu thông tin mình hình như bà là chủ hội phải không? Thì tất nhiên là mình phải đứng ra lo, thì đúng bao rồi. Nhiêu còn bao nhiêu mình dân làng ủng hộ bao nhiêu còn mình phải bù vào chứ. Thế mình phải mang đi chứ đi. Rất là tuyệt vời đấy. Tức là có lúc thì dân làng ủng hộ được 1/3 thì mình bỏ ra 2 phần. Vâng. Thế còn dân làng ủng hộ được 1/2 thì mình bỏ ra 1/2. Vâng. Thế còn nếu mà khi mà không vận động nữa thì mình cứ lẳng lặng mà đi thôi. Đúng rồi. Rồi. Lặng đi. Vâng. Thế xong bắt đầu 2009 này, 2010 này, 2011 là lặng im, cứ nhà mình bỏ tiền ra đi thôi. Vâng. Thuê cả tiền xe rồi đi, xong thấy đồng bào khổ quá thì mẹ con nhà bá Lộc đến này lại mới bảo: thế cô đi một mình sao, chúng tôi cũng muốn ủng hộ mà sao cô lại không hô hào lên. Thế bắt đầu từ đấy giờ đi, bắt đầu mi bảo các bác ấy, theo các bác mới bảo dần lan tỏa dần. Vâng. Thế xong bắt đầu là đến 2014 bắt đầu là rất chi là đông người ủng hộ. Thế là bắt đầu đi là bắt đầu xóa nhà tạm rồi đi. Thế nhưng mà rồi cũng vẫn là đi xóa nhà tạm nữa. Chứ không cứ đồng bào miền Trung này đâu. Thế nhưng mà thôi cứ kệ nó. Mình dân mình đi theo tâm bao nhiêu thôi, kệ ai. Còn là nhà mình có bao nhiêu mang đi bằng đấy. Thế là cứ ví dụ như xóa nhà tạm cứ ủng hộ mỗi nhà 20 triệu. Thế ví dụ như dân mà ủng hộ được nhiều thì cô bỏ ra ít, mà dân ủng hộ ít thì cô bỏ ra nhiều, thế thôi. Đấy thì mình tất nhiên mình phải bỏ. Đúng ra. Đúng, thật sự là mình phải là người đứng lên hô hào mọi người. Đúng rồi. Chứ không có những người ta luôn. Rất muốn từ thiện, rất muốn ủng hộ nhưng mà không biết không là biết để quyên góp và đóng góp cho ai. Đúng rồi. Mà đi một mình thì lại ra. Đúng rồi. Thế nhưng hôm nay vào bực tức quá, cả tinh tường đi nào. Quan trọng đâu bạn. Quan trọng là cái tình cảm của mình thôi. Ừ. Đấy. Thế biết đâu lại được gì? Mà cháu làm cái gì nhỉ? À con làm YouTube. Con làm video. Ủa, thế làm này YouTube. Lên được tận cái gì nhỉ? Lên được tận virus cơ á? À, YouTube không phải virus đâu. À thế à? Bà ê, đấy các bạn ạ. Thế mình đang chuẩn bị đi về thì lại có một bà nữa. Bà này hộ nghèo đấy. Đấy bà vẫn được bà đấy. Bà nghèo nhưng bà sẽ ủng hộ người nghèo hơn 23 cân nhá. 23 cân. Đấy, bà nghèo về vật chất nhưng mà rất giàu về tinh thần. Đấy, ủng hộ hơn 20 cân gạo.